Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cách đây tròn một năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, về hành vi như trên. Trong thời gian bà Hằng bị tạm giam, những người liên quan đến bà tiếp tục bị điều tra. Kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng và luật sư Danh Tín nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng, với lý do đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ cho bà Hằng. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 2 năm 2023, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, đã có đơn đề nghị và đơn xin cứu xét gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Lý do ông Tuấn đưa ra là vì ông biết rõ sức khỏe tinh thần của bà Hằng hoàn toàn bình thường. Mặc dù trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu. Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh, nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, làm ảnh hưởng đến năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi livestream của bà. Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo toa của bác sĩ không phải là căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bà Hằng, mà cần phải đánh giá qua quá trình bà Hằng làm việc với cơ quan điều tra, qua các buổi hỏi cung, làm việc có được tỉnh táo, bình thường hay không. Hơn nữa, theo ông Tuấn, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về quan hệ pháp luật, về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự, về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp, quy định trong pháp luật về kinh doanh. Trong đơn đề nghị không giám định tâm thần đối với bà Hằng, ông Tuấn viết: "Vì vậy tôi nghi ngờ việc yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi có lẽ không phải nhằm bảo lãnh và thu thập tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ, mà có thể nhằm thực hiện âm mưu muốn kiểm soát, định đoạt toàn bộ đối với quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp của mẹ tôi. Việc này nếu diễn ra sẽ rất bất lợi cho mẹ tôi, vì hiện tại mẹ tôi đang bị tạm giam, bị cách ly, không được liên lạc với người thân, không được quyền kiểm soát đối với tài sản, vốn góp doanh nghiệp của mình." Ngoài ra, ông Tuấn nêu ra hàng loạt lý do khác cho rằng ông Dũng đang cố ý làm trái và chiếm giữ tài sản của bà Hằng. Ông viết cụ thể trong đơn: "Hồ sơ khám bệnh tâm thần rất có thể bị làm giả như trường hợp hồ sơ giả bị phát hiện tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương cách đây vài năm. Tôi được biết, thông tin ông Huỳnh Uy Dũng lại lấy lý do để bảo lãnh và muốn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ tôi để tiếp tục yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Để không phát sinh những hậu quả phức tạp về vấn đề tài sản, quan hệ hôn nhân gia đình đối với mẹ tôi trình bày ý kiến đề nghị không chấp nhận bất cứ yêu cầu của ai về việc giám định tâm thần đối với mẹ tôi là bị can Nguyễn Phương Hằng." Về việc con trai riêng của bà Phương Hằng phản đối việc giám định tâm thần cho mẹ, ông Huỳnh Uy Dũng đã không đưa ra bất kỳ một bình luận nào liên quan. Liên quan đến việc bảo lãnh cho mẹ là bà Phương Hằng, trước đây, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có nhiều lần gửi đơn xin xem xét khoan hồng hình phạt cho bà Phương Hằng, xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền đảm bảo bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại, nhưng chưa được xem xét vì vụ án còn đang tiếp tục điều tra. Đến nay, những người giúp sức cho bà Hằng đã bị khởi tố và theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. Do đó, vụ việc có thể tiếp tục kéo dài nên ông tiếp tục làm đơn gửi cơ quan điều tra xem xét hành vi, mức độ phạm tội của bà Phương Hằng. Nội dung đơn của ông Tuấn nêu: "Trong suốt quá trình tạm giam đến nay, mẹ tôi cũng đã nhận thức được sai phạm, đã khai nhận rõ hành vi phạm tội như các kết luận điều tra vụ án đã nêu. Bản thân mẹ tôi phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội. Mẹ tôi mắc nhiều bệnh, cần được điều trị thường xuyên. Mẹ tôi còn phải chăm sóc mẹ già 90 tuổi và con nhỏ 11 tuổi. Tôi thỉnh cầu quý cơ quan pháp luật, quý cấp lãnh đạo xem xét cho tôi là người trưởng thành đủ điều kiện được bảo lãnh cho mẹ tôi được tại ngoại điều tra đến khi kết thúc vụ án." Dư luận đánh giá con trai bà Hằng đã có những hành động đáng trân trọng, mặc dù tội của bà Hằng đã được cơ quan chức năng chứng minh và bản thân bà Hằng cũng đã thừa nhận những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Trước đó, tháng 3 năm 2022, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Gần đây nhất, vào cuối tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân, Trần Văn Sĩ với cùng tội danh nêu trên. Khi mở rộng điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và đồng phạm thực hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Đặng Anh Quân, ngụ huyện Nhà Bè, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp tham gia 11 buổi livestream cùng bà Phương Hằng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Với vai trò là khách mời và cố vấn pháp lý trong các buổi livestream này, ông Đặng Anh Quân đã có những phát ngôn, bình luận cùng tương tác với bà Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân, trong đó có bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Quân đã giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 24 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khám xét đối với bị can Đặng Anh Quân, đồng thời thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, qua đó đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 4 bị can: Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, ngụ quận 12, trợ lý của bà Hằng; Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Kết luận điều tra nêu rằng, từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói chuyện về bí mật đời tư cá nhân, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là ông Lê Công Vinh trong các buổi livestream. Kết luận điều tra cũng cho rằng các bị can đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội và Internet, đăng tải nội dung xúc phạm các cá nhân. Bà Hằng là chủ mưu, 3 bị can còn lại giúp sức cho bà Hằng. Hành vi sai phạm chỉ dừng lại khi ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Hằng bị khởi tố bắt tạm giam. Trước thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam, nhiều cá nhân bị bà Hằng xúc phạm trên livestream đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Trong đơn tố cáo của mình, ca sĩ Vi Oanh cho rằng trong 7 buổi livestream từ ngày 16 tháng 5 đến 9 tháng 10 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ này với hàng loạt từ ngữ như đẻ thuê, làm gái bao, làm bé, giật chồng. Vẫn theo đơn tố cáo của ca sĩ Vi Oanh, trong buổi livestream ngày 9 tháng 10 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng người được giới thiệu là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim đã nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê. Thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của nữ ca sĩ, cho rằng cô giật chồng là người thứ ba xâm phạm đến cuộc hôn nhân trước đó của người chồng hiện tại với người vợ trước mới dẫn tới sự ly hôn của họ. Ca sĩ Vi Oanh từng tố cáo, bọn họ kẻ tung người hứng một cách say mê, giọng điệu chế giễu đã hạ nhục tôi bằng thái độ hả hê, cợt nhả. Thực tế qua xác minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Các buổi livestream của bà Hằng thu hút đông đảo người xem, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng đã bình luận, chia sẻ với thái độ ủng hộ, xúc phạm đến cá nhân, gia đình các nhà báo, nghệ sĩ. Theo sát bà Hằng là đội ngũ các YouTuber. Họ sản xuất các nội dung trên mạng xã hội để ăn theo, xúc phạm, bôi nhọ một số người mà bị can Hằng nêu tên. Từ khi bà Hằng có hành vi livestream xúc phạm các cá nhân, các cơ quan chức năng đã mời lên nhắc nhở, khuyến cáo ít nhất 4 lần. Tuy nhiên, bà Hằng né tránh, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.